Pháp Luân Túc Luận trang số 244. Chúng ta nhắc lại về chánh ngữ. Chúng ta thường nói im lặng trong chánh pháp và nói năng trong chánh pháp, đó là chánh ngữ. Như vậy im lặng như thế nào ở trong chánh pháp? Im lặng thì chúng ta trở về với im lặng, không nói ra, trong đầu nó nghĩ. Trong đầu nó nghĩ thì nó phải đi vào cảnh giới của chánh tư duy. Lúc bây giờ nó ở trong chánh pháp. Và nói ra là những lời nói dẫn đến thanh tịnh. Những lời nói thiện, những lời nói dẫn đến thanh tịnh. Đó gọi là nói năng trong chánh pháp. Nếu mình nói ra mà không có thiện, nói ra dẫn tới phiền não, tới tranh chấp, tới khổ đau, thì đó không phải là lời nói thiện. Chánh ngữ là lĩnh vực của miệng. Đầu tiên chúng ta phát nguyện giữ năm giới, ở trong đó giới thứ tư. Giới thứ tư là lĩnh vực của miệng, của ngôn ngữ. Và chúng ta do năng lực giữ giới phát nguyện, cho nên chúng ta không có vi phạm những cái điều dối trá, vi phạm ngôn ngữ xấu xa, thì chúng ta đã đi vào trong chánh ngữ rồi đó. Giờ đây chúng ta đi vào trong nội dung chánh ngữ. Như bậc thánh đệ tử tư duy về khổ cho đến về đạo, tức là ở trong lĩnh vực tư duy của chúng ta, từ khổ, sự thật của khổ ở thế gian, cho đến sự tập khởi của khổ, cho đến gì, cho đến con đường diệt khỏi khổ đau và đạo đế. Lọc ra trang 244, đừng leo hay tìm nữa. Phải nói sớm giờ còn đi tìm quyển sách ra thôi xong luôn. Chúng ta học, chúng ta phải tinh ý việc này. Lẽ ra là trước khi vô học, chúng ta biết là chúng ta sẽ học cái gì. Và chúng ta nhớ là lần trước chúng ta học cái gì. Thầy nói rằng lật trang số mấy là thầy nghĩ cái gì học lớp 1. Thầy mới nói như vậy, phải không? Chứ còn bây giờ mình lên cao đánh mà còn nói trang số mấy thôi không rồi. Thế nên là tự mình phải có một cái sự làm việc. Mình làm việc rất là nghiêm túc, công việc giờ nào việc đó, và cái nội dung mình làm cái gì sắp tới mình phải biết chứ, phải không? Thì hôm nay mình nghe cái chánh ngữ mình đó, mình nghe là nhiều hơn là mình đọc sách. Sách chẳng qua là cái đó mình nương tựa chút xíu thôi. Chứ mình nếu như mình đọc sách thì ở nhà mình đọc không được vậy. Mình không biết chữ mà đâu cần phải tới đây ngồi mất thì giờ đi xa hay là tới đây nghe đọc. Nhưng mà tại vì bây giờ mình cần cái sự phân tích một cách nghiêm túc, cho nên mình mới đến cái thời gian này, không gian này. Và thì ở đây nè, trong cái quá trình mà mình dùng ý nghĩ của mình tư duy và khổ, thì nói tới khổ là chúng ta biết sanh lão bệnh tử, nói tới bát khổ chúng ta nói tới lĩnh vực đó, chứ không nói dông dài. Thực tế nó như vậy, cho nên gọi là khổ đế. Là tư duy về cái nguyên nhân của nó, đó là ái. Rồi tư duy sau khi chấm dứt đó, thì đó là diệt đế. Và tư duy về cái gì? Tư duy về con đường thoát ly nó. Mình khởi cái tâm niệm muốn giải thoát khỏi khổ đau, thì lúc bây giờ mình mới đứng lên làm gì đó. Còn nếu mình không có muốn thoát khỏi khổ đau, mình muốn sống với khổ đau thì thôi chịu. Vậy thì ở đây ha, bắt đầu á là vị này do lực phân tích. Lực phân tích là chỉ cho cái gì? Là ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà muốn phân tích được là phải sao? Phải đi học chứ. Phải đi học. Đi học này, thảo luận này, làm bài thi này, rồi đọc sách này, rồi diễn thuyết này. Và ở trong lịch sử Phật giáo, thầy không nhớ một vị tổ nào đó mà nhân tụng kinh Pháp Hoa
chứng đắc thánh quả. Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa đó là do lực phân tích về mặt ngôn ngữ đó. Trong và chúng ta tất cả những thời khóa mà chúng ta tụng niệm là vậy đó. Chúng ta tụng niệm để chi? Để chúng ta phân tích về nghĩa lý của Phật, cho nên người ta gọi tụng kinh là minh Phật chi lý. Minh Phật chi lý là nhờ tụng kinh mà sáng được, hiểu được cái ý của Phật, lý của Phật dạy. Và chúng ta tụng kinh cho nên tâm trí chúng ta không có vướng mấy cái khác, bởi vì lúc đó chúng ta đang tụng kinh. Nhưng mà thì trên lĩnh vực của lời nói, mình không có tài phân tích nhớ nhiều thì mình tụng kinh. Mình tụng kinh cũng là một hình thức phát triển chánh ngữ. Nhưng mà thì nhờ cái lực phân tích này, nhất là phân tích gì? Do tư trạch tương ưng với các cái vô lậu. Tức là nhờ cái sự phân tích để lựa chọn, suy nghĩ đây là những cái lời nói dẫn tới sự an ổn, an vui giải thoát. Còn đây là những cái điều dẫn tới đau khổ. Ngoại trừ bốn ác hành thuộc ngữ hướng đến tà mạng. Thì cái này là nói đến cái gì? Nói đến cái bốn thiền và bốn định của thế gian. Thì cái này á, nó không có đạt được cái quả giải thoát tối thượng. Còn đối với ngữ ác hành khác, tức là đích vô lậu viễn ly. Cái chữ đích vô lậu viễn ly này là sao? Đúng rồi, là đích vô lậu viễn ly. Tức là gì? Tức là chúng ta viễn ly suốt thế thánh đạo. Chúng ta tu tập bốn thánh đế, cho nên chúng ta thành tựu cảnh giới này. Còn đối với gì nữa? Thánh viễn ly, cận viễn ly, cực viễn ly, tịch tỉnh luật nghi. Chữ tịch tỉnh là vén lẹn luật nghi, tức là những cái luật để giúp cho chúng ta đạt được sự vén lẹn thanh tịnh, gọi là tịch tỉnh luật nghi. Còn vô tác, cái chữ vô tác là gì? Vô tác là gì? Là không làm hết phải không? Đúng không? Chứ sao? Không còn làm mà được gọi là vô tạo. Tạo tác là vô tác ấy. Vô tác là không làm mà được không? Chứ là sao? Cái này chúng ta phải hiểu. Chữ vô tác này cẩn thận, chứ không hiểu là cái nào vô tác. Chúng ta biết rằng là làm tất cả nhưng mà chỉ làm thiện thôi. Không đỡ thì sao làm được? không có dính mấy, không bận tâm, hay là không có cầu sự đáp trả, cái đó đừng nghĩ như vậy. Ở đây là có một sự phát nguyện rõ ràng, một sự phát nguyện hén hôi là làm thiện, cứ làm thiện là thôi. Thân khẩu ý tốt ra là thiện, còn không thiện là không có làm. Đầu tiên một cái niệm khởi lên thì đó là chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là mong ý. Và mong ý bắt đầu, cái mong ý thứ hai là nó biến thành gì? Tác ý. Tác ý tức là bắt đầu là có sự vận hành ở đó. Và sự vận hành này người tu chúng ta kiểm soát, đây là một tác ý thiện hay là không thiện. Thì nếu như mà thiện là chúng ta tiếp tục làm, còn không thiện là chúng ta chẳng đứng từ bỏ. Nhưng mà chúng ta sống với lối sống như vậy gọi là vô tác. Vô tác là cái ý nó là gì? Là không có tạo cái điều xấu. Chúng ta phải hiểu cái chữ vô tác nghĩa như vậy. Vô tác là không có làm ra điều xấu nữa. Vâng. Vô tác chứ không phải là duy. Cái chữ duy tác, duy là một, không có chữ duy tác. Chữ duy tác là không có nghĩa gì hết á. Chữ duy tức là duy chứ là duy nhất, thì nó chỉ có một thôi. Còn là vô tác chứ không phải là duy tác. Duy trì thì được, duy trì đó. Cái chữ nó như vậy, chữ đồng nghĩa đó. Như là vô tác thì là chữ này là chỉ cho gì? Là không tạo cái điều ác, điều xấu, nên chúng ta gọi là vô tác. Rồi đến vô tạo, chữ vô tạo này là cảnh giới khác. Vô tạo ví dụ như đó, bây giờ một cái trái cây, mình nói ví dụ này nghe, một cái cây nó lên một cái trái, ở trong cái trái đó nó chứa một cái quả, cái hạt ha, chứa một cái hạt, và cái hạt đó nó sẽ gặp cái duyên nào đó, nó nảy mầm lên một cái cây mới. Thì cái cây mới này chúng ta gọi là quả dị thục của trái này, hiểu không? Cho nên hôm nay mình làm một cái điều xấu, điều thiện nào đó thì nó lưu trong tâm, nó lưu trong tâm, khi đủ cái duyên á nó hiện ra một cái mới, người ta gọi là quả dị thục. Ví dụ như có những cái quả dị thục chúng ta tạo bây giờ thì chút xíu nữa chúng ta nhận liền lập tức. Ví dụ như chẳng hạn như vậy, bây giờ chúng ta ngồi
cái tâm chúng ta là nó đi chơi, sốc kèm chúng ta được biết lại đi, nó không thể nghe nữa. Thì sao? Thì cái quá dị thuộc đến liền lập tức, đó là gì? Là chúng ta không có hiểu bài. Hay vậy không? Tức là nó nghe liền lập tức, tức là nghe chỗ đó là nó không nhận ra được. Nhưng mà có những trường hợp á, là gieo cái hạt giống rồi tùy vào cái duyên nha, cái duyên như thế nào đó nó nảy mầm. Nhưng chúng ta hiểu rằng khi nó đã nảy mầm rồi thì nó không thể nảy mầm nữa. Cũng giống như cái hạt lúa, mà nó đã nảy mầm rồi thì cái hạt lúa đó phải bỏ. Tức là ra cây lúa rồi thì cái hạt đó nó lép đi, nó hư đi, nó mục đi. Thì cái quá dị trục nó cũng vậy. Hôm nay chúng ta tạo một cái việc của đó, có thể là một cái việc bình thường thôi. Nhưng mà nếu như gặp một cái bối cảnh khốc liệt thì cái quá dị trục nó lớn hơn. Còn hoặc là nếu như mà gặp cái môi trường thiện thì cái quá dị trục nó nhỏ hơn. Như ví dụ thế này ha, là chúng ta cái tâm mình nó ngọt như là một cái dòng nước, nước sông. Mà chúng ta thấy nó hoạt muối thì nó không thể nào ảnh hưởng cái dòng sông đó. Như vậy thì hoặc là ở trong cái môi trường mà dòng sông nước ngọt mà chúng ta tìm một hạt muối thì rất khó khăn, nhưng mà ở trong một cái môi trường của nước biển thì chúng ta tìm muối rất là dễ dàng. Thì cũng như vậy, cái hóa dị thuộc tức là nó phụ thuộc rất nhiều những yếu tố khác nhau. Thành có những người họ làm cái việc xấu nhưng mà họ không có nhận cái quả liền, tại vì cái môi trường tâm của họ lúc đó là nó nhiều cái phước, thành cái quả kia nó nằm im đó. Tới khi đủ cái duyên nó sinh ra thì cái này gọi là cái quả nó chín mùi, nó hình thành lên một cái quả tương lai, thì chúng ta gọi đó là quả dị thuộc. Thì có những trường hợp mà chúng ta làm một việc, nhưng mà chúng ta làm theo một cái quán tính, và chúng ta làm thì chúng ta không có chấp giữ nó, không có báo thủ, nói chung là không có dính mắc nó nặng nhọc, mà chúng ta làm như là một sự phát nguyện nhẹ nhàng như gió qua nhà trống, thì cái này nó không tạo thành quá dị thuộc. Thành ra chỗ đây gọi là gì? Là vô tạo. Cái này rất là khó chứ không đơn giản đâu. Ví dụ như bây giờ một cái vị mà họ làm thiện thì họ cứ làm thiện mãi thôi. Nó cứ vậy đó, nó làm thiện mãi thôi, nó không có bận tâm cái quả dị thuộc nữa, cứ vậy làm thôi. Các vị có thấy nóng không? Quật mây lạnh chứ sao lại cảm thấy nó hơi nóng. Quật giùm cái mây lạnh lên, thiếu quá, cái không khí khó thở quá. Như vậy chúng ta hiểu cái chữ là vô tạo rồi phải không? Vô tác tức là không làm ác. Còn vô tạo là chỉ cái gì? Tức là không tích lũy để nó thành cái quả dị thuộc. Quên bỏ phòng hộ, thuyền bè, cầu đò, bờ đê, tường vách. Những cái chữ này là mô tả tới cái gì? Mô tả tới cái sự giữ giới và giải thoát. Ví dụ như giới nó có năng lực phòng hộ, nó có là thuyền bè, nó là cầu đò, nó là bờ đê. Ví dụ như cái tâm mình nó như là một cái hồ nước, tâm mình như một cái hồ nước, mà cái hồ nước này á, nếu như cắt một cái bờ mà cái bờ mà nó thấp như cái bờ ruộng thì chỉ cần nước đục, nước dơ bẩn nó chỉ cần nó thối cái là nó tạt cái là vô liền. Chú muốn mở cửa phải không? Chú đứng mở thoải mái đi. Yeah. Rồi được rồi, thôi được rồi, hơi chút còn được, gió ngoài nó vô. Rồi như vậy thì cái chữ vui mất rồi, cái chữ là đây này, cái này là cái tâm mình. Ví dụ như bây giờ mình muốn giữ nước trong tâm mình cho nó tĩnh lặng để cho Đức Phật trong đó được hiện khởi, thì chúng ta giữ cho nó phán lặng, không có đỡ cho cái nước ô nhiễm nó tràn vô, mà chúng ta đắp một cái bờ mà nó thấp quá thì chỉ cần một cái sóng gió thổi vô á là nó vô liền. Còn nếu như đắp cái bờ lớn hơn thì sóng bự sóng lớn vô cũng không vô được. Cho nên ví dụ như năm giới thì cái bờ nó thấp, là tám giới bờ cao hơn, 10 giới như là cái giới nó như là cái bờ đê, hiểu không ạ? Nó ngăn chặn những cái nguồn nước ô nhiễm xâm nhập vô tâm mình.
Thành ra mới có câu nói thế này là Đức Phật như là một cái vòng trăng mát, như một vòng trăng mát lơ lửng ở giữa hư không. Và cái mạch nước tâm, cái hồ nước của tâm mình ấy, mà nó phán lệnh, thì cái bóng trăng Bồ Đề đó nó hiện lên ở trong cái hồ đó. Còn nếu như mà cái mạch nước hồ đó mà nó bị gợn sóng thì chúng ta không thấy được cái bóng trăng đó. Như vậy thì dạng vật nó luôn chiếu soi, tự tánh nó như vậy đó, mà do tâm mình nó vận động, thành ra chúng ta không thấy được cái trăng tự tánh nó chiếu soi. Bồ Đề rồi tường vách này cũng nghĩa là như vậy thôi. Thì đối với điều chế định không liêu qua, không tính chất không liêu qua, không vượt qua, tính chất không vượt qua, tức là hành động mình không có vượt qua những cái giới điều mình thọ, rồi mà không liêu qua, không vượt qua, và mình đạt được cái chỗ là vô biểu ngữ giới, tức là những lời nói của mình lúc bây giờ hoàn toàn là thanh tịnh, lời nói không có chứa đựng não phiền sân si, mà đây là lời nói hướng tới sự thanh tịnh, thì đây gọi là chánh ngữ. Như vậy thì không có biết rằng cái lời nói là lời nói nặng, lời nói nhẹ hay là lời nói như thế nào, nhưng mà lời nói vì dẫn tới sự thanh tịnh ở trong tâm người nói không có lứa trí bởi sân si phiền não, thì và cái mục đích cuối cùng của nó là đến chỗ giải thoát, và đặc biệt là thành tựu của giới, thì chúng ta xem đó là chánh ngữ. Chánh ngữ nó là như vậy nghe không? Chánh ngữ nó còn cẩn thận là ái ngữ. Ái ngữ nhiều người ái ngữ nghe và cướp luôn, không dám nghe luôn. Thế ái ngữ là nói ngọt luôn, nhả 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 chứ thường nghe nó mệt luôn, không dám đứng gần, xa xa là gì. Cho nên là cái này là cẩn thận cái nhầm lẫn, mình nhầm lẫn cái ái ngữ với cái chánh ngữ. Cái ái ngữ kiểu đó là nó sinh ra là ý ngữ chứ không phải là ái ngữ, là cái lời nói mỹ miều, cái lời nói nó mang tính mỹ miều nhưng mà ở trong tâm nó không có giải thoát, ở trong tâm nó chứa đựng một cái gì đó, cái bóng dáng gì đó, cho nên không giải thoát. Cái vấn đề giải thoát là quan trọng nhất, nhưng mà chúng ta hướng tới cái pháp vị đó, pháp vị nó giải thoát. Có nhiều ông hòa thượng nói chuyện vui lắm, nói chuyện mà thầy nói chuyện xin lỗi các vị dân, các ngài nhiều lớn không đùa nhau, không nói thô lắm, nói thô mà mình nghe mình nó phiền não. Hồi đó có ông như hòa thượng, thầy nhớ hòa thượng báo an là ngài hồi đó được cái ngài lớn lắm, ngài lớn tuổi, ngài lớp của hòa thượng Nguyên Quang, thì mỗi năm mùa hè anh em huynh đệ với ngài tổ chức ra đến lễ ông lúc mà bị giam ở Quảng Ngãi, sau mùa an cư kiết hạ đến lễ mừng khánh tuế thì đi ra thì ngài ông lớn đó, thành ra điên lát cái ông được các điều vệ sinh, điều vệ sinh nghĩa là ông mới xe thương tháng lại, ông lớn nhất mà giờ xe tháng lại. Tháng lại thì một ông hòa thượng nữa thì ông ném tính, một ông thì đang ngồi chỗ bồ đồ, ông là đứng bên đấy, thôi được rồi đi nữa thôi. Tức là ông chợt từ từ nó đi nữa làm sao đi. Sao lại không được, mình tự tại đi nữa thôi, ra đấy đi tiếp. Tức là ông đùa mình nghe, nhưng mà mình nói mình nghe mình vui chứ nó không có phiền não, không thấy khó chịu. Bên nhiều không nói chuyện mà cười thích cười hết đó. Nên nhiều chuyện mà mình bình thường là mình nghe là nó thô, nhưng mà cái sự thanh tịnh của những người tu hành, họ thanh tịnh, họ nói sao mình nghe cũng vui hết, họ nói rất là nhẹ nhàng mà mình thấy nó dẫn tới một cái sự giải thoát, thấy dễ chịu, ở trong đó nó không có trách, không có hờn, không có gì hết, rất là thoải mái. Và nếu như mà thấy nó phiền thì nhiều khi các ngài cũng không có nói. Còn ai muốn học thì phải đến lễ cầm cầu mới ra các ngài mới chịu khó dạy. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy khác với mình, thì mình siêu dạy lắm, mình siêu dạy lắm, ai cũng làm thầy hết, cứ dạy đúng đâu dạy đó, người nào mình cũng dạy được, mình chui biết thấy gì đấy mình cũng dạy, không ai mượn mình cũng dạy, tức là chuyện gì mình dạy hết, thì mình làm lung tung hết, cho nên nó phiền não. Tại sao bị nó phiền, tại sao phiền não? Bởi vì câu nói của mình nó phát khởi từ tâm phiền não, từ cái tâm mình đó nó không có vén lên, không thanh tịnh, thành ra cái lời nó đi ra là cái lời trách hờn, và người nghe thì cái đó là cái ngọn lửa trách hờn, nó sẽ châm bồi cái tâm phiền não của người khác. Còn nếu cái tâm người ta đủ cái độ định đủ sức định ấy, thì có châm cho họ bình thường. Còn đa phần là tâm mình bị vọng,
thành ra nghe cái gì nó ngược tai là lập tức là phiền não nó khởi lên liền. Thì vấn đề chính là mình tu để cho nó lén dịu tâm mình xuống, nhưng mà dẫu sao nữa thì mình cũng chớ tạo nghiệp. Tại vì lẽ ra người ta không có gì, tự nhiên mình châm câu tự nhiên người ta phiền não lên, ít nhiều gì trong đó mình cũng chịu nhân quả nghiệp báo. Mà hở mà mình tạo, mình lấy cái miệng mình tạo ra cái nhân xấu cho người ta như vậy thì cái quá mình chịu với ai chịu đấy. Cái thời nhất thời mình không chịu, nhưng mà vừa lâu vừa dài mình chịu đó. Và cái tình trạng mà biết đuôi câm ta không ngậm đó là do cái khẩu nghiệp mà ra. Rồi như vậy thì vấn đề của chánh ngữ, tức là những lời nói dựa trên giới luật dẫn tới sự thanh tịnh, chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà nó vẫn nằm trong phạm vi của bốn thánh đế, không tư duy của bốn thánh đế để đạt được cái chỗ này. Chúng ta có thể hiểu một cái nghĩa khác, ví dụ thế này, là chúng ta đứng ở trước Phật, trước Pháp, trước Tăng, chúng ta lễ Phật đàng hoàng và chúng ta tuyên thệ là chúng ta giữ năm giới. Như vậy thì cái lời nói mình ấy bố Phật giữ được thì lúc đó là nó thành là chánh ngữ. Cái chánh ngữ, cái lời nói đó, mà cái lời nói đó chừng tới chừng mình muốn nói dối, tự nhiên cái mình nhớ lại mình mới mô Phật giữ được, mình nói dối kỳ quá, cho nên cái tự nhiên nó dừng lại, đó là không leo qua, không vượt qua, nó ngăn cản lại đó. Còn nếu như mình không có sự tuyên thệ này á, nhiều khi nó dặm qua một cách bình thường. Thành ra vấn đề giới không phải là ai quớ phạt ai, nhân quả ai cũng phải chịu hết, nhưng mà giới là để nó nhắc nhở mình, để tự mình cảnh tỉnh mình, tự mình chặn đứng những cái điều xấu của mình, nó giữ nội tâm mình an ổn, rất là hay. Và khi mà chúng ta thanh tịnh và không có hoàn cảnh nào khiến cho chúng ta lâm vào cái tình thế đó, thì chúng ta dùng cái chữ là gì, là vô biểu ngữ nghiệp, tức là cái giới đó nó đạt được một cái sức mạnh vô hình ở trong tâm, mà người đó họ đạt được cái sự thanh tịnh nhờ vừa ngôn ngữ. Giờ thì vấn đề của chánh ngữ này chúng ta hiểu rộng lắm đó nha. Ví dụ như các vị đi học Phật pháp này, là chúng ta cũng đang xây dựng cho mình có chánh ngữ đó. Nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không để ý, chúng ta không biết. Thì ví dụ thế này, hồi đó có một cái người, cái thằng em mà nó lớn hơn thầy, em họ, mà nó cái miệng lưỡi nó dữ lắm, mà nhỏ thì tất cả thầy ít nói, quấn thôi chứ không nói. Nói đùa cho vui chứ, sao cái đồ dở dằn dữ lắm phải không? Nhưng mà không có nói. Hồi đó ví dụ thế này, tức là cái mẹ thầy đi chợ về có một chè đậu ván á, chè đậu ván là nó ngon lắm, mà nó xin lỗi em sợ nó hết nha, em từng hộp từ từ em cho nó hết rồi mình không ăn nữa, cứ một chút xíu siêu thôi, mà kén chỗ ghép từ từ ăn vậy đó. Thì mới có đi ra, mẹ thầy mới đỡ chưa rồi, thầy mới có đi ra ngồi rửa tay cho nó sạch, chứ mình vô mình cầm cho nó dính, cái rửa tay cái vô cái nó ăn mất. Nhưng mà cái mình đứng cái người mình hơi, nó hơi gai gai rồi, nó hơi sùng sùng rồi lên cái nó nói liền này, nó nói là bữa trước á là anh cũng ăn của tôi với viên kẹo, cho nên bây giờ tôi ăn lại một chè. Cái tự nhiên của mình thấy mình ấm ức. Tại sao? Bởi vì cái nội dung là nó đang ăn của mình, là cái bình chè trước mặt của mình đây, mà tự nhiên nó lái thành một cái việc là viên kẹo. Nó lái thành, và bây giờ mọi người trong chỗ đó họ lại nghĩ rằng là mình là do mình ăn cái viên kẹo nó, cho nên bây giờ nó đã thù là vừa dốt. Mà thật ra mình đâu có ăn cái chỗ đó. Cho nên tự nhiên hồi đọc, hôm nay đọc mấy cái tờ báo ở Việt Nam thấy nó nói hay lắm, nó nói là Sài Gòn, Hà Nội là bị ô nhiễm. Mà không có tạo ra cái diễn đàn nó tìm hiểu xem là vì sao mà ô nhiễm. Mà bây giờ nó biến thành là gì? Là Sài Gòn, Hà Nội ô nhiễm như thế nào so với trên thế giới. Phải không? Tức là nó lái cái vấn đề đi như vậy. Nó lái vấn đề đi như vậy thì đây là một cái là tà ngữ. Chúng ta hiểu chánh ngữ á. Cái chánh ngữ là cái vấn đề nó như thế nào là giải quyết vấn đề đó. Tự nhiên cái mình lái sang chuyện khác đi thì nó biến thành tà ngữ. Để cho nên ở đây mình học trong giới luật á, mình ngang nghe số tháng. Còn cái nào mình nói không được thì mình im.
mình nhắm mình nó không được, mình im lặng là tốt nhất. Tại mình im tức là mình không tạo nghiệp, ở trong tâm mình nó dừng lại. Còn hỡi mình nói nó tạo nghiệp thì nói làm gì? Chiêm nghiệm thêm, quý vị chiêm nghiệm thêm về Bát Thánh Đạo, để chúng ta thấy Đức Mục Kiền Liên phân tích qua lời dạy của Đức Phật như thế nào, chúng ta có thể hiểu thêm được cái gì hay hơn hay không. Rồi tới lĩnh vực tiếp theo là lĩnh vực chánh nghiệp là gì. Chánh nghiệp đây là chúng ta hiểu là việc làm, phải không? Là nghề nghiệp. Chẳng hạn như những cái nghề mà thất nhân thất đức thì chúng ta không nên làm. Chúng ta hiểu đơn giản như vậy thì chưa phải là chánh nghiệp. Mà chánh nghiệp đây là gì? Tức là thánh đệ tử, tức là chỉ chúng ta tư duy về bốn thánh đế. Và do lực tư trạch tương ưng tác ý vô lậu. Vẫn là phải tương ưng tác ý vô lậu. Nhưng mà do cái lực tư trạch. Cái lực tư trạch là chúng ta làm cái việc này, nó dẫn tới kết quả cuối cùng là gì? Kết quả cuối cùng đó là được phước sinh thiên, hay là kết quả cuối cùng là phước giải thoát. Như vậy, cái lực tư duy á, đặt câu hỏi, suy nghĩ. Ví dụ như chúng ta đi học đạo ở đây, không phải đi học cho vui, không phải đi học để mình có điểm cao, không phải đi học để mình giết chết thời gian, hoặc là không phải đi học để làm gì hết. Mà cái mục đích rất cao thượng của mình đi học là gì? Tức là để xây dựng cho mình thêm những cái hạt giống giải thoát. Và hy vọng những hạt giống này giúp cho chúng ta đạt được sự giải thoát tối thượng. Như vậy thì cái mục đích, cái lý tưởng của chúng ta rất cao thượng. Cái lý tưởng này là vượt hết tất cả mọi cái ngành học. Cho nên chúng ta gọi là gì? Là vô lậu học. Còn tất cả những cái loại kiến thức khác, mặc dù khó khổ chừng nào đi nữa, thì nó vẫn là kiến thức ở trong sanh tử. Những kiến thức trong sanh tử này là kiến thức hữu lậu. Cùng lắm thì người này có thể thu đắc được một số cái lợi dưỡng ở thế gian. Nhưng mà lợi dưỡng bản chất của nó là vô thường, cho nên nó vẫn nằm ở trong cái pháp rơi rớt. Thành ra bây giờ chúng ta đi học, học là học cái pháp vô lậu. Như vậy thì chúng ta đang nỗ lực ngồi ở đây và chúng ta tư duy là cái việc mình làm như vậy. Thành ra chúng ta cần mẫn ngày đêm không ngừng nghỉ. Bây giờ suy nghĩ xem, sáu giác quan của chúng ta sử dụng một cái phàm phu như thế này, đến lúc nó rã thì bỏ uống quá. Bây giờ sử dụng nó trở thành là hậu đắc trí, để chúng ta tích lũy những kiến thức Phật pháp. Và trên cơ sở tích lũy đó, dùng tuệ tâm quán chiếu để đạt được sự giải thoát thanh tịnh. Thì đây gọi là phát huy cái bình đẳng tác trí. Và nhờ cái gì? Nhờ cái thành sở tác trí này á, mà người này có thể hóa hiện cái thân 1000 trượng độ chư đại Bồ Tát, hoặc là hóa hiện một cái thân tùy loại với các loại chúng sanh, hoặc là hóa hiện cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà thì rõ ràng từ cái năm giác quan thôi mà phát huy cái tác dụng tối đa của nó là như vậy. Nhưng mà thì bây giờ mình chưa đạt được như vậy, nhưng mà mình biết rằng nó sẽ như vậy, và mình đang tìm kiếm cách nào đó để đạt được như vậy. Vì chúng ta nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Nhưng mà thì cái vấn đề học của chúng ta nó là một cái nghiệp vô lậu. Hay là chúng ta quét một cái chúng ta quét cái sân chùa, chúng ta không đơn giản là quét sân chùa vì thấy nó dơ dở ghét quá, coi đâu mà ghét, người thân mình đâu dơ còn có gì hay ho đâu mà ghét. Nhưng mà chúng ta quét là vì chúng ta muốn bảo vệ cái đất già lam thanh tịnh. Thành chư tổ mới nói rằng tầng táo già lam địa thời thời phước của sanh. Mình khởi tâm niệm như vậy, mỗi ngọn chối đi qua chúng ta quét tâm mình thanh thản nhẹ nhàng. Và ở trong cái tâm niệm đó là tâm niệm giải thoát. Như vậy thì việc quét chùa thôi mà nó cũng tác ý vô lậu, hoặc là leo dọn, hoặc là bất cứ cái gì mà dẫn tới tác ý vô lậu thì chúng ta cố gắng làm điều đó. Như vậy thì cái việc làm không cần biết nó là việc gì, không giới hạn là việc gì, nhưng mà dẫn tới tác ý vô lậu là mình làm. Hồi xưa người ta nói thế này, có những điều mà ta nói rất là khó chịu trong cái một số kinh điển. Ví dụ thế này này, đó là cho vay, tức là ác nghiệp, phải không? Cầm đồ cho vay là ác nghiệp, đúng không ạ? Đó, ngày xưa người ta nói như là cái người cho vay á, cho vay lấy lãi là ác nghiệp,
Ông bà mình nói như vậy đó. Nhưng thì bây giờ mình suy nghĩ thì bây giờ cái hệ thống ngân hàng nó hoàn toàn là cái một cái việc cho vay đó lại. Mình nếu như không có nó thì nó đâu có trợ duyên cho một số những cái sinh hoạt rất là thuận lợi trong hệ thống ngân hàng. Bây giờ chúng ta đi đâu mà chúng ta giác thêm một đống tiền người chuyện gì xảy ra? Cho nên nó là chúng ta tạo những cái duyên mà cho những người ác, những người xấu họ khởi nghiệp lên, tạo cơ hội cho họ họ làm ác. Như vậy thì chúng ta thấy cái vấn đề nó khác đi. Hay là ví dụ như cái chữ mà hiểu không đúng chữ, mà như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề cho vay đâu phải là ác nghiệp, nhưng mà cái mục đích của cái người cho vay đó làm cái gì? Cái mục đích đó cho vay đó làm cái gì? Họ cho vay để họ bét chẹt, để họ kiếm lời trên cái sự xương máu của người khác, hoặc là họ cho vay để tạo một cái điều kiện phát triển xã hội, thì cái dụng tâm nó khác nhau, nó sinh ra là ác hay là thiện. Đây là cái điểm mà chúng ta để ý. Chẳng hạn như người ta nói thế này, ông bà mình nói là sướng ca vô loại. Thầy có nghe hồi đó ông gì là sáng lập cái nhạc viện ở Sài Gòn trước 75 gì quên mất tên. Ông định gì? Phi á, quên tên này. Hả? Ông Nghiêm Phú Phi, đúng rồi. Ông Nghiêm Phú Phi, chú Nghiêm Phú Phát em. Ông Nghiêm Phú Phi ông có giỏi. Ông Nghiêm Phi là cái người sáng lập, người đứng đầu á. Rồi mới rủ thêm các cái vị nhạc sĩ lớn như là Duy Khánh rồi đó. Những cái ông lớn đó là ngồi lại với nhau. Nhưng mà ông Nghiêm Phú Phi là cái người đứng đầu khơi xướng đó. Thì ông bị cái định kiến của xã hội, tức là sướng ca vô loại. Hay là ví dụ như Tán Đà, chúng ta có nghe không? Nghe tên Tán Đà không? Nghe tới ông là biết ông là một nhà thơ nổi tiếng phải không? Nhưng mà ông con của một người con gái kỳ nữ. Cho nên người ta cứ nói là cái thứ con kỳ nữ. Người ta miệt thị tới mức độ như vậy, ông bị ảnh hưởng rất nhiều trong tâm lý của mình. Thì ví dụ người ta nói cái chữ sướng ca vô loài mà mình tại sao mình nói mình không hiểu, mình hiểu sai. Thực ra ông bà mình không phải là cái chữ miệt thị đâu, không phải là miệt thị đâu. Nó thành nói để chúng ta hiểu thứ một cách hiểu mới thì là đúng hay không? Bây giờ một người ca sĩ họ muốn hát hay thì họ phải phát triển cái gì? Đó là cái xúc chứ không phải là cái âm thanh. Cái xúc tức là cái cảm thọ nó nhạy, nó cái cảm thọ vừa hình ảnh vừa tướng vừa âm thanh, nó cái xúc nó mạnh lắm, cho nên họ phải thăng hoa cái xúc đó. Và cái trạng thái cảm xúc nó dâng cao thì bây giờ nó biểu hiện ra những cái loại ngữ âm siêu việt hơn, đây gọi là xúc. Và ví dụ như mình nói một câu gì đó mình nghe bình thường, nhưng mà cái trạng thái của ca sĩ họ sẽ nghe khác, cái suy nghĩ họ sẽ khác. Ví dụ như bây giờ họ khổ cực lắm để họ trở thành một người nổi tiếng, nhưng mà khi họ hát bản nhạc mình ngã giá họ 50 thì bây giờ họ rất là tổn thương, rất tự ái. Nhưng mình nghĩ rằng là thuận người mua vừa người bán, thì tôi muốn anh hát là thôi, ví dụ vậy đó. Thì như vậy thì cái xúc nó khác, như cái xúc nó khác đó, nó phát triển như vậy thành ra nó không giống ai, tức là nó riêng một cái nhóm mà coi như là mình rất là khó hiểu. Thành ra cái chữ vô loài tức là loài nào nó có định hình của loài đó, còn cái chữ vô loài này tức là nó rất là khó. Vì thậm chí buổi sáng là họ rất bình thường, nhưng mà khi mà cảm xúc họ thăng hoa thì nó sẽ khác, cho nên không xếp loại được. Âm bà mà nói là vô loài, cái chữ đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta nói rằng là ông bà mình miệt thị. Rất nhiều cách mà người ta giải thích như vậy, hoặc là người ta giải thích như thế này nữa, người ta nói là con hư tại mẹ cháu hư tại bà, đúng không? Là đường nào phụ nữ chịu hết rồi, bắt đầu là viết ra những cái án văn mà miệt thị người phụ nữ và cho rằng đó là một cái xã hội phong kiến, một cái định kiến lạc hậu. Nhưng mà khi nghiên cứu sâu vô thì thấy không phải như vậy. Không phải như vậy. Một người cha làm quan khi đi ra ở đến cung triều vua hoặc là đi đâu thường thường mấy năm mới về, thì cái người cha rất là trân trọng, rất trân trọng. Thậm chí là mời cái người vợ lên đứng ngồi một cái ghế đàng hoàng, ngồi bên nghiêng bên cái bàn thờ
cái bàn thờ, tức là thì người người vợ ngồi bên cạnh hả, và người chồng á là lấy vợ. Có những cái nghi thức như vậy là lấy vợ, là bây giờ này là giống như là ta mang cái trọng trách của quốc gia xã tắc đi xa, bây giờ này cái trọng trách là lo cho mẹ già và dạy con thơ, là ta phó thác lại cho nàng. Như vậy thì tại sao bây giờ nếu như mà nàng không nên ấy, thì con hứa là tại mẹ, và cái người mẹ, cái người bà ở nhà cũng phải quan tâm tới cháu của mình, cháu hư tại bà. Như vậy thì đó là một sự phó thác trách nhiệm và sự trân trọng trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta lại không hiểu, chúng ta phân tích theo kiểu là đổ thừa. Ví dụ như ngôn ngữ nó như vậy đó. Thành ra đây này, cái Phật học này nguy hiểm ở chỗ là chúng ta không hiểu chữ, rồi chúng ta phân tích theo cái hướng là cái hướng mà cứ suy luận theo kiểu của mình đó. Cho nên chúng ta học pháp uẩn, chúng ta rất gần với Đức Phật hơn, bởi vì ngài Mục Kiền Liên định hình lại mà, để chúng ta phát thảo cho mình có một cái cách tư duy. Thành ra cái chữ mà chánh nghiệp ở đây chúng ta phải hiểu khác đi mới được, tức là tư duy, lực tư duy tác ý vô lậu, phải là tác ý vô lậu, và ngoại trừ ba ác hành thuộc thân hướng đến tà mạng, tức là sát đạo và tà dâm, dẫn tới tà mạng á, thì đối với tất cả các ác hành khác đích vô lậu viễn ly đến thành tựu thân nghiệp vô biểu, tức là đối với tất cả mọi thứ ác hành chúng ta từ bỏ hết, và chúng ta chỉ có dùng cái thân này làm thiện thôi, làm thiện tới mức nó biến thành một loại giới luật của tự thân mình, mà dừng tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch, thì lúc bây giờ người này đi vào con đường của chánh nghiệp hay là thân nghiệp vô biểu. Cái chữ vô biểu là không có hình sắc, nhưng mà nó tạo ra cái thân của thánh, và khi mà cái mạng sống này chấm dứt thì cái thân thánh nó hiện ra trong cõi thánh. Nghĩa cái nghĩa của là thân nghiệp vô biểu nó như vậy. Rồi nắm được chưa ha? Rồi bây giờ chúng ta phân tích thêm một chút xíu về chánh mạng nè. Chánh mạng là nuôi sống thân mạng, nuôi sống thân mạng. Thánh đệ tử tư duy vừa khổ cho đến tư duy vừa đạo, do lực tư trạch tương ưng tác ý vô lậu, vẫn là cái lực tư trạch, tức là cái sức phân tích và lựa chọn ở trong nội tâm của mình, nó liên quan tới những cái suy nghĩ đạt được vô lậu hay gọi là tác ý vô lậu. Nên đối với ác hành thuộc thân ngữ hướng đến tà mạng mà đắc vô lậu viễn đi, tức là tất cả những cái việc mà liên quan tới thân và ngữ mà dẫn tới đọa lạc thì mình từ bỏ. Cho nên ở đây gọi là gì? Là đắc vô lậu viễn ly, tức là không bao giờ dính mắc vô đó nữa. Đây gọi là đắc vô lậu viễn ly. Viễn ly mà chưa có viễn ly hết thì không thể gọi là vô lậu viễn ly. Nếu mà chưa hề, đây gọi là đắc vô lậu viễn ly. Và cuối cùng cái sự thành tựu này đó là vô biểu thân nghiệp. Giờ thì cái thân người này họ nuôi sống cái thân họ hoàn toàn là ở trong chánh pháp. Nó định hình cho rõ lại, chứ còn đừng nghĩ rằng là nuôi sống thân mạng trong chánh pháp là phải ăn chay, rất là nguy hiểm. Nhưng mà thì bây giờ người ta liên tướng, người ta nói rằng là như là thì người nào không ăn chay được, tức là người đó không có chánh mạng. Và người cực đoan người ta nói rằng con bò nó ăn cỏ như vậy nó có chánh mạng. Nó liên quan bao nhiêu thứ tà kiến, phải không? Thành ra là chúng ta hiểu theo cách này nó mới đúng. Từ thân ngữ, từ thân miệng của chúng ta hướng đến cái gì? Hướng đến cái vô lậu viễn ly, tức là không có còn tạo ra cái điều xấu ác nữa của thân, của miệng. Và cái thân này đây gọi là thân vô lậu viễn ly. Và cuối cùng người nào thành tựu được là vô biểu thân nghiệp. Cho nên người xuất gia quý ngài ngày xưa hình thành lên tới 3.000 oai nghi, 3.000 oai nghi của một vị đại sa môn, 3.000 oai nghi. Là vì sao? Bởi vì muốn xây dựng cái thân biểu vô nghiệp vô lậu này. À, cái thân biểu vô lậu này á, là cái nghiệp của thân biểu nó không có làm cái gì xấu, từ đi đứng nằm ngồi nối nên mọi thứ nó đều hiện ra, cứ chỉ mọi thứ đều hiện ra là sự thanh tịnh. Như vậy thì nuôi sống giữ gìn thân mạng theo cái cách đó, ăn chay cũng là một trong những cách để giữ cho cái mạng nó thanh tịnh.
Rồi, được chưa hả? Tới thứ thứ sáu đó là chánh cần. Chữ chánh cần này á nó rất là hay, tức là xương đen trong chánh. Còn á xương đen ngược lại. À, như là mình xương đi ăn trộm này, tối là tăng gú mình đi, là xương đen trộm. Mình bực quá mình đứng dậy mình đi chửi ai đó là mình cũng xương đen. Đúng không? Mình cũng xuyên lên chứ. Mệt rồi, không chứa cho rồi. Chứa nó mệt quá rồi. Biết cả rồi nhưng mà thôi. À, cho nên có những chuyện là mình xuyên, tại vì sao vậy? Cái nghiệp mình nó khó chịu ấy. À, nó xuyên lắm. À, nhưng mà khi mình ly ra được thì tự nhiên mình thấy mệt liền. Mệt thì không muốn nữa. Biết hết chứ mà không biết, nhưng mà mệt quá. Hay là tìm cái cách nào đó mình thực hiện cho trí tuệ hơn. Đây là cái điều khó. Thánh đệ tử tư duy vừa khổ cho đến tư duy vừa đạo, chuyên cần tinh tấn tương ưng ta cứ vô lậu. Như vậy thì chuyên cần tinh tấn nghĩa là cần, mà tất cả những cái việc làm nó được dẫn dắt bởi những cái suy nghĩ hướng tới vô lậu. Rồi chúng ta thấy tất cả đều là hướng tới vô lậu. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn rồi đó. Như vậy thì tất cả đều bên trong phải có suy nghĩ, và cái suy nghĩ để nói, để làm, để ăn uống, để sinh hoạt, để làm gì đó vẫn phải là tác ý vô lậu, phải tương ứng với tác ý vô lậu, còn phải tương ứng với tác ý hữu lậu là sai, là không phải là tám thánh đạo. Nắm được chỗ này chưa ha? Cho nên là cái điểm quan trọng đó, chúng ta cứ ngồi chiêm nghiệm lại xem là hàng ngày trong con đường tám thánh đạo này á, chúng ta được bao nhiêu phần trăm vô lậu, hay là suy nghĩ vô lậu, hay là suy nghĩ chỉ có mang cái tính nhân ngã, chỉ mang cái tính còn mất hơn thua, chỉ mang cái tính là buồn vui khổ đau luân hoan bao nhiêu đó thôi. Chuyên cần đến vô lậu đạt được cái sự dũng kiện mạnh mẽ, mãnh liệt khó nghe, khích lệ ý không ngừng. Cái chữ khích lệ ý không ngừng tức là trong quá trình mà siêng năng như vậy nó sinh ra một chút mệt mỏi. Mệt mỏi là do thân của mình, thậm chí do tâm của mình. Nhưng mà nếu chúng ta không tự khích lệ ý chí của mình thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Tự mình khích lệ mình, mình khích lệ mình cái đâu đó. Chẳng hạn như mình thấy mình khổ, mình nói ồ, một mình khổ, cái khổ của mình so với khổ thiên hạ cộng lại thì mình còn ít hơn nhiều. Hoặc là bây giờ mình khổ vì đạo, mà khối đạo so với các ngày tứ vị đạo thì sao? Cho nên niềm tăng ấy, là niềm những công hạnh các bậc thánh chẳng hạn như đó, tự nhiên mình thấy mình bình thường. Nên cái khích lệ hồi xưa mà thầy gần chỗ ông Quán Độ ấy, là khi mà mình thấy buồn buồn lên chỗ ông tự nhiên thấy hết buồn. Tại thay cái đời sống tự nhiên cái mình thấy mình không có gì khổ hết, mình thấy mình cũng sướng nhiều. Đó. Nói chuyện với ông Nguyên Quang vậy, ông nói chuyện là thường thường là ông nói là ông đứng. Khi nói chuyện với ai á mà tập thể là ông đứng, ông không ngồi. Và ông không bao giờ xưng mình là không bao giờ xưng mình là hòa thượng. Ông thường thường xưng mình là thầy, cứ thầy nói với con thầy thôi. Và cái thói quen của ông như vậy, mà trong lễ nghi á ông đứng thì mình quỳ. Mình quỳ thì ông đứng hoài thôi. Đứng bà ông thiên hồi mà đuôi bà ông thiên hồi á. Đối với ông làm hành chánh rất là rõ ràng là hồi đó khi nhà nước giam ông thì mỗi sáng á, là 7 giờ sáng tới 11 giờ là ông lên trên chỗ cái bàn ông ngồi, không có chuyện gì hết, ông ngồi im đó rồi xuống ăn gì đó chút xíu rồi 1 giờ là ông lên ngồi tới 5 giờ thì tụi nó mới nói ông già nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi chứ đọc sách rồi cho vui chứ tại sao cứ ngồi như vậy, tại vì nó sợ cái đầu suy nghĩ. Ông nói thật sự ông suy nghĩ cho nên ông nói tôi làm hành chánh nó quen rồi, thành tới giờ là tôi ngồi 4 tiếng đồng hồ tôi xuống. Giờ mẹ chồng mấy ông giam mà giam nhảy tôi cũng vẫn ngồi 4 giờ đồng hồ đó. Cười không? Nó sợ lắm, nó muốn cho ông là quên đi, mệt mỏi đi, nghỉ ngơi, đừng làm gì nữa hết. Nhưng mà cái chánh cần đó, ngồi im vậy đó. Rồi cái hồi mình cũng nói với nó sao ông không nghĩ, ông nói mình phải ngồi cho nó quen cái thân của mình. Cái thân mình nó hay là biến lắm, mà nó là biến rồi là những cái khác nó chạy ra. Cho nên mình đừng để cho nó là biến,
thì cái trọng trách lớn trên vai mình chưa xong. Cho nên mình ngồi đây để mình nhắc nhở mình, để mình chiêm nghiệm, để mình tìm đường mình đi. Đó, nó sợ vậy đó. Chấp pháp không? Nên là nói vậy là nói sai. Vì chấp pháp là người ta chấp để dẫn tới đau khổ, hệ lụy đau khổ. Còn đây là người ta muốn giải thoát mà, người ta muốn thực hiện đại nguyện mà, nhất định phải được. Nhưng mà cái tâm người ta có đau khổ hay không? Nếu như mà người ta làm mà cái kết quả cuối cùng dẫn tới đau khổ, tự đe dọa mình và đau khổ cho người khác, đó là chấp pháp. Mà cái chấp pháp là gì? Để nó tôn vinh cái ngã, cho nên gọi là chấp pháp chấp ngã. Còn đây người ta phát đại nguyện mà, người ta phát đại nguyện thà rằng chết chứ người ta không thay đổi cái nguyện ở đâu. Nhưng mà người ta rất an vui khi người ta làm như vậy. Còn nếu như bảo người ta làm khác đi là thà rằng giết họ còn hơn. Thì đó không phải là chấp pháp. Thì nói ta cái chữ chấp là chúng ta phải hiểu rằng ở trong đó nó có nội kết. Nội kết cái bóng dáng, nó có tham, có sân, có si. Thì đó là chấp. Mà nó không có cái bóng dáng của tham, sân, si, thì cho dù họ làm cái gì cũng không phải là chấp. Nắm chỗ này ha. Mà chữ nghĩa nó là như vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta hiểu chữ chánh cần rồi phải không? Cho nên đi học chút xíu là không có gì mệt đâu nghe. Lại rồi cho mình á, rồi tướng Phật bắt thánh đạo hành trì chút xíu một xíu rồi. Nói thì rất hay, làm bài hay, điểm cao hay à, mà hành trì chút xíu một xíu cũng như không à. Thì ráng hành trì nó không có mệt đâu. Cái này là tự mình đang ngủ, tự mình tiến bộ nha. Hồi xưa không vậy á, ta nói bản thân ta này. Hồi nhỏ quét chùa, đi quét chùa thì lên trên núi chỗ hồi xưa nhớ được nó tu viện thiều á, thì nhà trường giao mình quét chùa nhưng mà không bao giờ cho cái gì hết á, tự mình phải đi kiếm. Thì lên chỗ núi Tháp Bình Ích có mấy cây trần rành chặt xuống, cái cây trần rành đó chặt xuống bắt đầu là phơi khô, ép nó lại những cái quạt dài vậy. Cầm cái cán thật dài để đưa mình đưa nó xa, chứ mình cứ lông không biết cái đời nào sao. Mình làm cái mình làm sao chỗ nó dài như cái bạc cái đó, như cái bạc ship vậy đó, rộng ra thế này. Mình đưa một cái vậy, tức là mình đưa một cái vậy là rất nhanh. À, tại cái sông nó to mà. Thì thường sáng ngày thầy quét thường thường cũng không được cái sông lớn như đó vậy đó. Là mình thời sáng ngày sẽ quét tiếng hồ sao. Thì có hồi thầy nghĩ ước gì lá đừng có rơi xuống nữa. Tức là nó mệt quá mình nghĩ xuống ngày nào mình không biết vậy. Mà sao đâu có bèn phẳng đá sỏi á, nó sơ khó quét lắm. Thì làm biến rồi tụng kinh làm biến nữa. Làm biến nói bây giờ nghĩ mình thanh niên, cái tuổi ăn tuổi ngủ mà một ngày á cần ngủ 8 giờ đồng hồ. Mà ông thầy ông yếu ngủ 5 giờ thôi. Mình ngồi mình cho mà nói không phải ông thầy ông già rồi ông uống nói cỡ chứ mới mình trễ biết mình ngủ 5 giờ hồi sao chịu nói. Nhưng mà trong người mình là vẫn phải làm theo, mà trong người mình đứng lèn nhèn nha, nó cũng khó chịu à. Rồi có hồi nói cái bài kinh mà sáng nào ông tụng hết mà ông đưa cho Phật ngủ. Trong người mình nói vậy, cái người nói ông tu hành làm gì, tôi giờ tôi cũng biết tôi làm gì nữa. Nó nói sao tu thành Phật, nó thôi không thành Phật. Thành Phật cái sáng ngày cứ nên bác chứng minh hoài mệt lắm cho ngủ. Sáng ngày sáng số bác mình chứng minh. Tức là mình biện giải theo cách như vậy đó. Rồi tới khi lớn lên tới bây giờ các vị thấy, bây giờ thấy cái sông dưa không ai quét thì mình quét. Rồi cũng không ai báo mình phải thức khuya dậy sớm, tự động mình thức khuya dậy sớm. Bây giờ cũng không ai bác mình đó, thậm chí Phật tôi nói thầy nghi bước đi. Mà bây giờ nên mình lại không được nghĩ nữa chứ. Như vậy thì chúng ta thấy cái khi mà tâm nó đã lãnh thọ Phật pháp rồi thì nó làm việc y như là một con trâu đường ngay ngõ thẳng, không có còn ăn bậy cái lúa mạ người ta nữa. Còn hở mà trong tâm mà con trâu mà chưa có tập được nó ấy, là bắt đầu đó, nó sanh chứng. Cái tâm mình nó vậy đó. Cho nên mới đi tu thì thường thường là không có chịu lãnh thọ đâu, làm cái gì cũng nghĩ rằng làm cho thầy, nấu cơm mà nấu cơm cho thầy, quét chùa cho thầy, thậm chí đi chùa học pháp là đi ủng hộ thầy, tức là cái gì cũng cho thầy thôi. Chứ chưa bao giờ là mình làm như vậy là đỡ mình lãnh thọ Phật pháp cho chính mình. Khi nào tâm mình lãnh thọ Phật pháp thì bắt đầu suy nghĩ mình ở khác. Lúc đó là cả ngày cả đêm mưa nắng bão buồn gì mình cũng cứ tiếp tục không ngừng nghỉ. Chánh cần.
Tiếp theo là gì? Là chánh niệm, là thánh đệ tử tư duy và khổ cho đến tư duy vào đạo, những gì là niệm tương ưng tác ứng vô động, tức là suy nghĩ, xin lỗi, là nhớ, mình suy nghĩ xem mình nên nhớ những gì và nhớ những gì để dẫn tới vô lậu. Như vậy thì nhớ cái gì mà để nó phục vụ cho sự thành tựu vô lậu thì mình nhớ, còn cái gì mà nó không có thành tựu vô lậu mình ráng quên cho nhanh chừng nào tốt nó. Không có chuyện rằng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không có chuyện rằng là sống đôi bụng chết mang theo. Cái nhớ đó là cái nhớ dại dột, phải không? Cái nhớ là mình nhớ cái gì dẫn tới vô lậu thì mình nhớ, còn không là mình bỏ liền. Như vậy thì đây là một cách sống, mình phát nguyện sống như vậy, đó là sống với bát thánh đạo. Rồi tùy niệm, chuyên niệm, ước niệm. Tùy niệm tức là tùy những cái suy nghĩ như vậy, tùy đó mà nghĩ. Và chuyên niệm tức là nhớ một vấn đề nào đó, chẳng hạn như nhớ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó là số kinh của mình đó, nó thâu nhiếp trong hồng danh của Phật. Thì lúc bây giờ mình còn một cái niệm chuyên, đó là hồng danh của Phật. Mà hồng danh của Phật là không có tác ý tới hữu lậu, thành ra đạt được tác ý vô lậu. Vậy thì mình niệm Phật đó là chuyên niệm, đó là ước niệm. Ước niệm là mình nhớ lại những cái bài pháp mà mình học hay, đó là ước niệm. Hay là mình ghi nhớ không quên những cái gì mình học. Rồi không quên, không mất, không lơ đễnh sao lãng. Học pháp á, mà vua trong bước pháp mà lơ đễnh sao lãng là thế nào mình cũng hiểu sai đó. Tính chất của pháp không mất, tính chất ghi nhớ sáng tỏ của tâm, đây gọi là chánh niệm. Rồi chánh định là gì? Là thánh đệ tử tư duy cho đến tư duy vượt khổ, vẫn là tư duy vượt bốn thánh đạo. Những gì là trụ tâm tương ưng tác ý vô lậu? Tâm gọi là định á, định tức là trụ cái tâm mà nó đi đến chỗ vô lậu. Bình đẳng trụ, tiếp cận trụ, an trụ, không tán không loạn, nhiếp trì, an trí, đẳng trì, tâm cảnh nhất như, đây gọi là chánh định. Cái chữ tâm cảnh nhất như là hay lắm. Tâm cảnh nhất như tức là cái tâm của mình với cái thân của mình nó là một. Ở trong pháp Đại Âm có câu là đem thân vừa với tâm. Đem tâm vừa với thân, đem thân vừa với tâm. Cho nên mình thường cái tâm mình nó vào một chỗ khác mất. Thành ra cái khi mình ngồi đây nhưng mà cái tâm mình đi đâu á. Thành ra là tâm cảnh nó nhất như, đây là đạt được chỗ chánh định. Như vậy thì chúng ta phân tích nè, bắt đầu từ việc thân cận thiện sĩ để lấy nghề chánh pháp. Rồi khi lấy nghề chánh pháp thì dựa trên chánh pháp đó mà như lý tác ý. Rồi dựa trên cái như lý tác ý đó mà tuy đó mình sửa đời sống của mình cho phù hợp, gọi là pháp tùy pháp hành. Như vậy thì bắt đầu chúng ta có một cái quan điểm đúng đấy. Cái quan điểm này chúng ta gọi là chân kiến. Đáng trì tức là những cái thứ nó đáng, tức là nó giữ cho phát triển nhau. Đáng tức là những cái thứ tương đương như vậy. Đáng trì tức là tương đương như vậy. Chữ đáng trì này á, là mình biết cho hệ niệm Phật và những cái tính chất chung chung mà nó có tính tương ương với việc niệm Phật. Chẳng hạn như mình niệm pháp cũng được, hay là mình quán tưởng hình tướng của Phật cũng được, hay là mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng được thôi. Tại nó vẫn là hồng danh thôi. Và lúc đó mình vẫn thành tựu chánh định thôi. Cho nên niệm Bổn Sư, niệm Hồng Thích Ca hay là niệm Quan Âm như nhau thôi. Thấy cái kết quả đưa lại á là mình chánh định thôi. Là như nhau, nhưng mà mình không khéo hiểu thì là mình phân biệt thôi. Chứ thực ra đó là một. Và cái vấn đề mình sanh vào đâu, đó là do nguyện sanh. Cho nên mình niệm Thích Ca Mâu Ni mà cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ vẫn được. Tại nó vẫn thành tựu chánh định, và cái nguyện sanh đi đâu thì tâm thức nó dẫn tới đó. Nó như vậy á. Mình hiểu pháp là hiểu như vậy nha. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi niệm qua Thích Ca tôi cầu sanh Tây Phương không được, là hiểu sai. Không đúng. Thì cái tính chất của nó như vậy mà. Nên giờ thì chúng ta có được chánh kiến, mà nhờ chánh kiến thì chúng ta bắt đầu mới có chánh tư duy. Rồi có chánh tư duy, miệng mình nói ra mới chánh ngữ. Chánh ngữ á, chúng ta làm việc á, nó dẫn là chánh gì? Chánh nghiệp. Nhờ chánh nghiệp á, mà tạo ra đời sống nuôi dưỡng thân mạng mình.
trong chánh và chánh mạng. À, và chánh gì? À, là mình siêng năng trong đời sống đó thì là chánh chánh cầm hay chánh tinh tấn. Rồi gì nữa? Có nhớ có nghĩ cái gì trong cái đời sống đã diễn ra thì đó là chánh niệm. Và mình có an trú lại là chánh định. Như vậy thì rõ ràng nếu như mình không có thân cận thiện sĩ, không có như lý tác ý thì chắc chắn là mình tà kiến. Tà kiến thì có suy nghĩ là tà tư duy. Tà tư duy phải nói ra là tà ngữ. Ngược lại nó tà hết. Cho nên cái chánh kiến là quan trọng nhất. Mà muốn xây dựng chánh kiến là phải đi học pháp mới xây dựng được. Mỗi ngày mình xây dựng một chút á, nay một chút, mai một chút, mình ôn đi ôn lại, nhắc đi nhắc lại, mình tinh tấn mình sẽ làm được điều này. Như vậy thì từ đó mà mình đi vào cái đạo dược khổ. Và cuối cùng thành tựu là gì? Là chánh tri kiến và đi vào tuệ giải thoát của A-la-hán. Cho nên dầu Phật có ra đời hay không ra đời, tính chất là nó vẫn như vậy. Con đường nó vẫn như vậy, cái đạo nó vẫn như vậy, không thể khác được. Đây gọi là bát thánh đạo. Chúng ta dừng lại ở đây. Mời đại chúng hồi hướng. Đêm đêm con đêm đêm này.